Thưa quý vị, lễ trao giải thưởng cống hiến vì cộng đồng năm 2011 được trao cho 9 cá nhân người Việt Nam đã có nhiều cống hiến trong xã hội thuộc các lĩnh vực văn hóa, nhân đạo, sinh học và y tế. Trước hết, xin mời người nhận giải thưởng đầu tiên. Đây là vị giáo sư khả kính nổi danh trong và ngoài nước, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê với giải thưởng toàn bộ sự nghiệp về âm nhạc cổ truyền Việt Nam. Và chúng tôi xin trân trọng mời ông Lê Thành Ân sẽ lên trao giải thưởng này. Thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê sinh năm 1921 trong một gia đình bốn đời làm nhạc sĩ, nên từ nhỏ ông đã làm quen với nhạc cổ truyền dân tộc. Ông là thành viên của Viện Khoa học Pháp, Viện sĩ Thông tấn Viện Hàn Lâm Châu Âu về khoa học, văn chương và nghệ thuật, cũng như nhiều hội nghiên cứu âm nhạc quốc tế khác. Ông đã được nhà nước Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới tặng nhiều danh hiệu cao quý. Sau 50 năm nghiên cứu và giảng dạy ở Pháp, nay ông trở về sinh sống và tiếp tục sự nghiệp tại Việt Nam. Ông đã hiến tặng cho thành phố Hồ Chí Minh 420 kiện hiện vật quý, trong đó có nhiều loại nhạc cụ dân tộc và tài liệu âm nhạc. Thưa quý vị, bà Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch Tập đoàn Tân Tạo, Chủ tịch Trường Đại học Tân Tạo cũng sẽ có món quà tặng cho giáo sư Trần Văn Khê. Vâng, và một tràng pháo tay cho người nhận giải thưởng đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê. Xin cảm ơn bà Đặng Thị Hoàng Yến. Xin được hỏi giáo sư một câu. Ông đã cống hiến cả cuộc đời của ông để giới thiệu âm nhạc truyền thống Việt Nam cho trong nước và tại nhiều nước trên thế giới. Vì sao ông lại làm như thế và ông đã làm như thế bằng cách nào? Kính thưa các cấp lãnh đạo và kính thưa quý vị quan khách, kính thưa các bạn, từ lâu rồi tôi đã đem cả suốt cuộc đời để mà nghiên cứu, sưu tầm, giảng dạy và truyền bá ra âm nhạc truyền thống Việt Nam, là bởi vì tôi thấy âm nhạc truyền thống Việt Nam không được người ta biết nhiều, mà chính đó tôi đã được thành công và tôi rất là hạnh phúc khi mà âm nhạc Việt Nam được có mặt trong các viết văn khoa từ điển, được dạy trong các trường đại học. Thì ngày hôm nay ở tại trên đất nước Việt Nam, tôi lại được một cái quỹ ban, mà quỹ ban liên kết hai thành phố San Francisco với thành phố Hồ Chí Minh tưởng thưởng được công chuyện của tôi làm, mà vinh danh tặng cho tôi một cái giải thưởng như thế này. Tôi vô cùng xúc động và xin cảm ơn tất cả mọi người đã nghĩ tới công chuyện tôi làm. Mà tôi làm không phải vì danh, không phải vì lợi, mà chỉ vì tình. Cái tình thương âm nhạc dân tộc Việt Nam, tình thương đất nước Việt Nam. Và hôm nay khi mà tôi cho rằng tất cả cái vì tình, thì hôm nay tình đáp lại tình, tôi để được cái giải thưởng này làm cho tôi vô cùng sung sướng. Vâng, và chúng ta đã nghe những lời chia sẻ đầy quý báu của giáo sư Trần Văn Khê. Và thưa quý vị, chúng ta cũng thấy là giáo sư Trần Văn Khê đã bước vào tuổi thượng thọ 90, nhưng ông vẫn hết lòng với sự nghiệp gìn giữ và phát huy âm nhạc truyền thống của Việt Nam. Sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe giáo sư Trần Văn Khê ngâm bài thơ Nhớ Rừng của nhà thơ Thế Lữ theo giai điệu nhạc, và bài này được chính giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê phổ thơ. Gặm một khối căm hờn trong củi sắt, ta nằm dài trong ngày tháng dần qua, khinh lũ người cái ngạo mạn ngẩn ngơ, dương mắt bé dịu quay lên rừng thẳm. Nay xa cơ bị nhục nhằn tù hãm, để làm trò lạ mắt thứ đồ chơi, chịu ngang bày cùng bọn gâu dở hơi, với cặp báo chuồng bên vô tư lự. Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ, thuở tung hoành hóng hách những ngày xưa, như cảnh sơn lâm bóng cả cây già, dưới tiếng gió gào ngạt.
ràng với giọng nguồn thét đuôi. Giữa khi thét khúc đường ca dữ dội, ta bước chân lên dũng dạc đường hoàng, lượng tâm thần như sóng cuốn nhịp nhàng, dần bóng âm thầm là gai cỏ sắc. Trong đêm tôi mắt thần khi đã quắc, là khiến cho mọi vật đều im hơi. Ta biết ta chúa tể cả muôn loài, giữa chốn thảo hoa không tên không tuổi. Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối, ta say mùi đừng uống anh trần tàn. Đâu những chiều mưa chuyển bốn phương ngàn, ta lặng ngắm giang sơn ta đổi mới. Đâu những bình minh cây xanh nắng gội, tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng. Đâu những chiều lên nắng máu sau rừng, ta đổi chết mảnh mặt trời gai gắt, để ta chiếm lấy riêng phần bí mật. Nhưng than ôi, thời quạnh liệt nay còn đâu. Này ta ôm niềm uất hận ngàn thâu, ghét những cảnh không đời nào thay đổi, những cảnh sửa sang tầm thường giả dối. Hoa châm cỏ sáng lối phẳng cây trồng, dải nước đen giả suối chẳng thông dòng, len dưới nách những mô gò thấp kém. Dâm vườn lá hiền lành không bí hiểm, mà cũng học rồi bắt chước vẻ quan du. Châu ngàn năm cao cả âm u, hỡi núi non hùng vĩ. Là nơi giống hồn thiên ta ngự trị, nơi ta thinh thang dùng dãy ngày xưa, nơi ta không còn được thấy bao giờ. Ôi cô biết chăng, trong những ngày ngạo ngang, ta đương theo giấc mộng ngàn to lớn, để hồn ta phảng phất được gần người. Hỡi cánh rừng ghê gớm của ta ơi, xin cảm ơn. Xin cảm ơn phần trình diễn của giáo sư Trần Văn Khê và nghệ sĩ Hải Phượng. Giải thưởng thứ hai, giải thưởng toàn bộ sự nghiệp về âm nhạc Việt Nam, thuộc về một nhạc sĩ tài danh. Những ca khúc của ông sáng tác đã làm rung động hàng triệu tâm hồn người Việt thuộc nhiều thế hệ. Đó chính là nhạc sĩ Phạm Duy. Xin mời nhạc sĩ Phạm Duy và xin mời ông Lê Quốc Hùng, nguyên Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco, sẽ lên trao giải cho nhạc sĩ Phạm Duy. Xin phép được mời nhạc sĩ Phạm Duy sẽ đứng ra khu vực phía trung tâm sân khấu và chúng ta sẽ có đôi lời để tâm sự cùng với khán giả đang có mặt tại hội trường Canary Club. Với một kho sáng tác đồ sộ của mình, nhạc sĩ có suy nghĩ như thế nào về nhu cầu thưởng thức âm nhạc của mọi người trong bối cảnh hiện nay? Trước hết tôi xin đưa ra một nhận định là nói chung thì trong dân chúng trẻ già thưởng thức âm nhạc hiện nay thì nó có hai xu hướng. Một số thì coi âm nhạc chỉ là sự tiêu khiển để xoa dịu hay là kích thích cuộc sống của họ. Họ chấp nhận loại nhạc không cần phải suy nghĩ nhiều gì, và họ thỏa mãn được những cái bản nhạc dễ nghe và dễ hiểu, kiểu nghe xong rồi thì có thể bỏ đi được, có thể quên đi được. Một số khác thì coi âm nhạc như một nghệ thuật có thể đáp ứng được nhu cầu giải quyết những băn khoăn siêu hình của họ,
họ chấp nhận loại nhạc hơi khó nghe, khó hiểu, kiểu nghe rồi suy ngẫm về cuộc đời, về kỷ niệm, về dĩ vãng, vàng son hay tối ám của họ, thường được gọi là nhạc cao cấp. Sau khi đưa ra được cái nhận định như vậy rồi, thì tôi nghĩ rằng là tôi phải giải nhời cái suy nghĩ của tôi đối với lại hai cái loại xu hướng nó như thế nào. Thì tôi sung sướng được là một người nhạc sĩ đã đáp ứng được cả nhu cầu của đôi bên. Và có thể nói là chúng ta đã thấy là nhạc sĩ Phạm Duy cùng với giáo sư Trần Văn Khê là hai người có cùng năm sinh và cả hai đều bước vào tuổi thượng thọ 90. Nhưng mà cả hai ông cũng còn rất tâm huyết với nền nghệ thuật nước nhà. Và những lời chia sẻ vừa rồi của chúng ta đã chứng minh điều đó. Chúng tôi xin mời bà Đặng Thị Hoàng Yến sẽ đại diện ban tổ chức của chương trình sẽ lên tặng quà lưu niệm cho nhạc sĩ Phạm Duy. Thưa quý vị, một tràng pháo tay cho nhạc sĩ Phạm Duy. Xin cảm ơn bà Đặng Thị Hoàng Yến. Xin cảm ơn nhạc sĩ. Và tiếp theo đây là giải thưởng nhân đạo tôn vinh bà Đặng Thị Hoàng Yến, người đã có nhiều cống hiến từ thiện cho lĩnh vực giáo dục và sức khỏe cộng đồng trong suốt thời gian qua. Ban tổ chức trân trọng kính mời bà Đặng Thị Hoàng Yến và ông Frank Jordan sẽ lên sân khấu trao giải thưởng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến. Thưa quý vị, bà Đặng Thị Hoàng Yến là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Tân Tạo. Trong suốt quá trình công tác, bà đã không ngừng quan tâm tới cộng đồng với hành động thành lập nhiều quỹ từ thiện với số tiền tài trợ lên tới hàng trăm tỷ đồng. Tấm lòng hảo tâm của bà đến với những vùng sâu, vùng xa xôi hẻo lánh như Lai Châu, Điện Biên Phủ đã giúp xóa 1.000 căn nhà ổ chuột ở rừng U Minh, tài trợ 500 ca mổ tim dị tập bẩm sinh, tài trợ khám chữa bệnh miễn phí cho 4.000 phụ nữ, sáng lập ra giải thưởng Hoa Trạng Nguyên và trao gần 6.000 giải thưởng cho các học sinh ưu tú trên khắp cả nước trong suốt 4 năm qua. Và đỉnh cao là bà đã sáng lập tài trợ xây dựng trường Đại học Tân Tạo, mời được đội ngũ các giáo sư, tiến sĩ uy tín trong và ngoài nước về giảng dạy. Các em sinh viên đều được cấp học bổng toàn phần là nhờ vào sự hiến tặng tài sản riêng của bà Đặng Thị Hoàng Yến. Ủy ban hữu nghị thành phố San Francisco và thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định trao tặng giải thưởng nhân đạo cho bà Đặng Thị Hoàng Yến là sự ghi nhận cho những đóng góp rất lớn của bà trong chương trình tiêm chủng ngừa viêm gan CVB cho 18.500 trẻ em từ 12 đến 15 tuổi tại tỉnh Long An trong khoảng thời gian qua. Và với những đóng góp cho cộng đồng, bà đã được nhân dân tín nhiệm bầu vào Quốc hội Việt Nam và được nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tặng cho chữ tâm tôn vinh tấm lòng cao thượng của bà Đặng Thị Hoàng Yến với xã hội. Xin chúc mừng bà Đặng Thị Hoàng Yến và chúng tôi xin cảm ơn ông Frank Jordan. Bà không chỉ là một doanh nhân thành công trên thương trường mà còn là một chính khách, đồng thời là nhà tài trợ lớn cho các chương trình từ thiện. Và tại sao năm 2011 bà lại dành tâm huyết cho chương trình tiêm chủng ngừa viêm gan CVB cho 18.500 trẻ em từ 12 đến 15 tuổi tại tỉnh Long An và khám chữa bệnh miễn phí cho 4.000 chị em phụ nữ? Tôi phải rất là cảm ơn giáo sư Bùi Duy Tâm. Nhờ có giáo sư Bùi Duy Tâm mà tôi đã được vinh dự đứng đây và được tặng giải thưởng ngày hôm nay. Có lẽ tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị tại sao tôi mong muốn được đóng góp với lại cộng đồng. Thì thực sự đó là tất cả trong chúng ta đó khi đến với cõi đời này đều không có mang theo một cái gì cả, và chắc chắn là khi chúng ta ra đi cũng hoàn toàn cũng không thể mang theo bất cứ cái gì đi theo mình. Vì vậy cho nên là tôi mong muốn rằng những cái tài sản mà mình đã đổ mồ hôi tạo dựng được bằng mồ hôi nước mắt và thậm chí là bằng cả máu nữa sẽ được sử dụng một cách có ý nghĩa nhất. Và tôi suy nghĩ rằng với bất kỳ một cái doanh nhân nào, việc làm ra lợi nhuận, làm thế nào để mà làm ra lợi nhuận thì đấy là một cái việc rất là bình thường của một người làm doanh nghiệp. Tuy nhiên là làm thế nào để đóng góp lại cho cộng đồng, điều đấy mới là quan trọng. Và có lẽ đó tôi nghĩ rằng là cái giáo dục sẽ là cái quan trọng nhất. Vì tôi nhớ lời của ba tôi dạy tôi là chỉ có giáo dục, chỉ có học mới giúp được cho con người ta đổi đời. Tôi hy vọng rằng
bằng cái sự giúp đỡ của tôi thì sẽ có rất nhiều các thế hệ trẻ họ sẽ được đổi đời và sẽ đóng góp được cho cộng đồng. Rất cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Xin cảm ơn những chia sẻ thân tình của bà Đặng Thị Hoàng Yến.